Xin chào các bạn khán giả thân mến. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 76 của Bắc Tống Phong Lưu. Lý Kỳ đã sớm nhận ra hành vi lần này của Vương Phủ có chút quỷ dị, nhưng nhất thời hắn không nghĩ ra được nguyên nhân. Thấy y chủ động mời mình lập tức đáp ứng. Đương nhiên có thể, mời Vương Tương. Vương Phủ dẫn Lý Kỳ vào buồng trong, bỗng nhiên chắp tay nói. Quả đến sự, nghiệt tử lỗ mãng gây nên đại họa như vậy, ta cảm thấy rất thẹn với người. Đại họa? Thẹn với mình? Má ơi, không thể tưởng tượng được, người lại dối trá tới mức ấy. Lý Kỳ vung tay trái, khẽ cười nói. Vương Tương nói quá lời, ta biết việc này không liên quan gì tới Vương Tương. Nếu nha nội đã nói lời xin lỗi, phong hành thủ cũng không truy cứu, vậy thì không có chuyện gì rồi. Vương Phủ vội la lên. Quả đến sự, sao người không chút nóng nảy gì vậy? Lý Kỳ kinh ngạc hỏi. Sao hạ quan phải nóng nảy? Vương Phủ nói, chẳng lẽ quả đến sở đã quên, nửa tháng nữa chính là yến tiệc bốn nước rồi mà ngươi là người cầm đầu. Yến tiệc bốn nước? Lý Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc hiểu ra vì sao Vương Phủ lại tức giận như vậy, thậm chí còn ăn nói khép nép, xin lỗi bên mình. Hóa ra điều mà y kiêng kỵ không phải là Lý Sư Sư, mà là lo lắng tới thương thế của mình. Vị làng trùng kia đã nói chỉ là vết thương bên ngoài da, vì sao còn phải lo lắng như thế? Lý Kỳ cau mày âm thầm cân nhắc dụng ý của Vương Phủ. Kỳ thực vừa rồi hắn cũng rất lo lắng, nhưng sau khi nghe xong lang trung kia nói chưa ảnh hưởng tới gân cốt, hơn nữa vết thương không ở khớp xương, hắn mới yên lòng lại. Hắn tin tưởng chỉ cần cảm giác đau đớn biến mất thì không ảnh hưởng gì tới nấu nướng. Nhưng Vương Phủ lo lắng hình như không chỉ vì thương thế của hắn, khẩn trương nói. À đúng vậy, thiếu chút nữa thì hạ quan quên mất việc đó, vậy nên làm thế nào cho phải? Vương Phủ vội nói. Quan đến sự không cần phải lo nghĩ, lang trung nói nhanh nhất là 10 ngày có thể khỏi, vậy thì coi như còn kịp. Lý Kỳ buồn bực nói. Vương Tương có điều không biết, bị thế này hạ quan không thể tập luyện được. Vạn nhất đến lúc đó mà còn chưa khỏi, hạ quan sẽ bẩm báo chi tiết với Hoàng thượng, hy vọng Hoàng thượng thay người khác tham gia yến tiệc bốn nước. Không được. Vương Phủ vội vung tay lên, điều này tuyệt đối không được. Vì sao không được? Cái này... Vương Phủ thở dài một tiếng. Quả nến sử, bổn tướng nói thật với người, Hoàng thượng cực kỳ coi trọng yến tiệc bốn nước năm nay. Nếu để cho ngài ấy biết nghiệt tử sai người đả thương người, khiến cho người không thể tham gia yến tiệc bốn nước, thì chắc chắn lòng nhàn sẽ giận dữ. Ta chỉ có một đứa con duy nhất, kính xin quan yến sử giơ cào đánh khẽ, tha cho nó một lần. Lão tử minh bạch rồi. Hóa ra thằng nhãi này sợ mình bẩm báo lên hoàng thượng. Nếu hoàng thượng biết Vương Tuân Ân ý đồ cưỡng gian phòng Nghi Nô, lại sai người đánh mình bị thương. Hơn nữa, hắn cũng biết gần đây bởi vì chuyện Yến Vân mà tâm tình của hoàng thượng vốn không tốt. Tất cả gộp vào một chỗ, có trời mới biết hoàng thượng sẽ trừng phạt Vương Tuân Ân như thế nào. Có câu là gần vua như gần với cọp. Khó trách Vương Phủ lại lo lắng như vậy. Tuy nhiên, đây đúng là một cơ hội tốt. Nhưng nghĩ lại, Lý Kỳ âm thầm nhíu mày, vẫn chờ được. Tuy Vương Thiên Ân là một con tiểu hồ ly, nhưng căn bản không đáng để lo nghĩ. Làm như vậy vẫn chưa thể ảnh hưởng tới căn cơ của Vương Phủ, ngược lại có khả năng khiến cho mình mất đi cơ hội lập công. Sở trường của mình là nấu nướng, là vậy chẳng khác gì tặng công lao cho người khác, chẳng phải là thiệt thòi sao? Hơn nữa mình đã nắm được nhược điểm của y, làm vậy ngược lại sẽ rút dây động rừng. Thôi thôi. Lần này bán cho y chút nhân tình, kiếm ít tiền là được. Lần sau lão tử ra tay, người nhất định phải chết. Sau khi quyết định chủ ý, hắn lộ vẻ khó xử nói. Nhưng nếu hạ quan giấu giếm không báo, đến lúc đó chẳng may thua, hoàng thượng nhất định sẽ hỏi tội hạ quan. Vương Phủ nói. Quản đến sự chủ nghệ tinh thông, vết thương nhỏ đó sao có thể làm khó được ngươi. Bổn tướng tìm người nhất định sẽ có biện pháp để chiến thắng. Vốt mông ngựa xuông là chưa được, còn không bằng lấy chút thực tế ra đây. Lý Kỳ thở dài. Điều này... Vương Phủ không để Lý Kỳ nói hết, liền kêu lên, mang tới đây. Rất nhanh có hai nữ tỳ và hai người hầu đi vào. Hai nữ tỳ bưng một cái khay, trên khay đã đặt một ít nhân sâm rừng, lộc nhung, hải sâm, nấm linh chi, thứ nào cũng là đồ quý báu. Ngoài ra người hầu kia còn bê theo một cái dương, ánh bạc lóng lánh, nhìn qua chắc chắn không ít hơn 500-600 lượng. Ồ, nhân sâm thật dài, hải sâm thật là lớn. Ở ngự thiện phòng cũng không có đồ tốt như vậy. Xem ra thằng nhãi này đã tham không ít thứ tốt rồi. Lý Kỳ đào nhanh. Nói thật, đời này hắn chưa từng nếm qua nhiều thứ bổ dưỡng như vậy. Thật là quá hấp dẫn mà. Vương Phủ thấy vẻ mặt vừa vui mừng vừa ngạc nhiên của Lý Kỳ thì biết hắn đã động tâm, cười nói. Quản yến sử, 500 lượng này coi như trả thù lao cho yến hội của ta. Về phần nhân sâm rừng là của sứ giả nước Liêu tặng cho bổn tướng vẫn tiếc dùng đó. Hiện giờ liền tặng cho quan yến sử dùng dưỡng thương. Mặt khác, bổn tướng sẽ phái một lang trung tới quý phủ giúp người chữa thương. Nếu bên cạnh người thiếu một lang trung, vậy thì lang trung đó thuộc luôn về người.
Là một định thần, người có thể gian trâm cướp bóc, nhưng có một việc tuyệt đối không thể làm, chính là khiến hoàng thượng không vui. Đây là tội khó mà tha thứ. Vương phủ tự nhiên rất rõ ràng điểm đó, bất kể là vì Vương Tiên Ân hay là vì bản thân y, đều quyết không cho phép hoàng thượng biết việc này. Hơn nữa, mấy thứ này đối với y mà nói, căn bản không tính là cái gì. Lúc trước y thu thập quân lương đã tham không biết bao nhiêu tiền, 9 châu mất một sợi lông mà thôi. Thật đúng là hạ tiền vốn, nhưng thế này còn chưa đủ. Lý Kỳ lắc đầu thở dài. Vương Tương, số lễ vật này hạ quan không thể nhận. Kỳ thật tối nay người bị thương sâu nhất chính là Phong Hành Thủ. Hạ quan đề nghị nên đưa số lễ vật này cho Phong Hành Thủ. Vương Phủ cười nói. Bên Phong Hành Thủ bổn tướng tự nhiên có thầm tạ, nên quan đến giờ cứ nhận đi. Cũng đúng, ngươi còn phải dùng tiền lấp miệng Phong Nghi đó, ban cho khẳng định không thiếu. Nghĩ tới đây, Lý Kỳ liền yên lòng. Vương Tương đã thành ý như vậy, nếu hạ quan từ chối liền bất kính rồi. Xin Vương Tương yên tâm, nếu như có người hỏi, hạ quan sẽ trả lời là bị ngã. Về phần chuyện của nhà nội, hạ quan nhất định sẽ giữ mồm giữ miệng. Thông minh, Vương Phủ thầm khen một câu, cười ha hả nói. Ta rất tin tưởng quan đến sự. Lý Kỳ cười nói. Đâu có gì à? Đã không còn sớm, nếu Vương Tương không còn gì chỉ bảo, vậy thì hạ quan xin cáo từ trước. Mời. Lý Kỳ vừa tới trước cửa chợt nhớ ra một việc, thầm nghĩ. Kiếm đủ rồi hăng đi. Nói, Vương Tương, chỉ sợ hạ quan còn có một việc phải làm phiền ngài. Vương Phủ sững sờ hỏi. Việc gì? Lý Kỳ cười ngượng ngùng. Kỳ thực không phải là việc lớn, chỉ là hôm nay hạ quan cưỡi lừa mà tới, nhưng chỉ sợ hiện tại không thể cưỡi lừa về rồi. Vương Phủ vừa nghe liền hiểu, thầm mắng Lý Kỳ lòng tham không đáy. Nhưng ai bảo bên y sai trước, cười ha ha nói. Quản đến sự không phải bổn tướng nói ngươi, dù gì ngươi cũng là quan to tứ phẩm vậy mà còn cưỡi lừa, như vậy là không được. Thế này đi, chấp phủ của ta vừa vặn thừa ra một chiếc xe ngựa liền tặng cho ngươi. Vương phủ này thật không thể chê, rất hiểu mình. Lý Kỳ cười thầm, ngoài miệng còn khiêm nhường nói, như vậy không tốt lắm đâu. Không sao không sao, chỉ là một chiếc xe ngựa có tính là gì. Vậy hạ quan cảm ơn ý tốt của Vương Tương. Lý Kỳ mừng rỡ trong lòng. Xuy. Lý Kỳ vừa mới đi ra khỏi vương phủ, chỉ thấy một chiếc xe ngựa dừng ở trước mặt hắn. Người điều khiển xe là một nam tử chừng 40. Hắn nhớn mày. Sa phu này không thể tin được. Ai biết có phải vương phủ phái y tới giám thị mình hay không? Vì thế nhân tiện nói. Đại thúc để xe ngựa ở chỗ này được rồi. Giờ đại thúc có thể về. Sa phu kia khó xử nói. Nhưng lão già nói từ nay về sau tiểu nhân đi theo ngài. Chỉ bằng một câu lão già kia của ngươi, ta sao dám dùng ngươi chứ? Lý Kỳ cười nói. Không cần. Ta đã tìm được người. Đại thúc quay về nói thẳng với Vương Tương là được. Ngài ấy sẽ không trách tội đại thúc đâu. Vâng. Sa phu kia không dám nhiều lời, giao roi ngựa cho Mã Kiều, liền rời đi. Mã Kiều cầm lấy roi ngựa nhảy lên xem. Nói, ê, phó soái, người thật có bản lĩnh à? Vết thương nhỏ thôi đã kiếm được nhiều chỗ tốt như vậy. Mấy con ngựa này không tồi, mau lên đi, ta còn chưa từng ngồi xe ngựa bao giờ. Ngươi hiểu cái gì? Lý Kỳ hừ nhẹ một tiếng, vừa mới chuẩn bị đi lên, bỗng nhiên lại đặt chân xuống hỏi. Đợi một chút, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi chưa từng ngồi xe ngựa? Mã Kiều gật đầu. Đúng vậy, có phải ai cũng được ngồi xe ngựa đâu. Chết tiệt, sớm biết như thế, vừa nãy đã bảo sa phu kia trở về nhà rồi hắng đuổi. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, hướng Tiểu Trụ hỏi. Tiểu Trụ, ngươi từng ngồi xe ngựa chưa? Trần Tiểu Trụ lắc đầu, ngay cả ngựa cậu ta còn chưa từng cưỡi qua, huống chi là xe ngựa. Lý Kỳ đưa mắt nhìn những người còn lại, thấy đều là các vị đại thẩm, trong lòng buồn bực vô cùng. Mã Kiều không vui nói. Phó soái, người cũng quá xem thường ta đi. Mã Kiều ta mặc dù chưa từng ngồi xe ngựa, nhưng với bản lĩnh của ta đảm bảo không xảy ra chuyện gì. Tin người thì có mà ta xong đời. Lý Kỳ trợn tròn mắt, chợt có một cỗ xe ngựa đi tới gần vui vẻ nói. Người tự điều khiển xe ngựa về đi, nhớ kỹ đừng làm hỏng xe ngựa của ta. Nói xong hắn liền vui vẻ hớn hở đi về phía chiếc xe ngựa kia. Nhu Tích vừa nhảy xuống xe ngựa liền thấy Lý Kỳ đi về hướng mình, khẩn trương nói. Đại nhân, nương tử nhà chúng tôi... Nàng mới nói tới một nửa thì Lý Kỳ đã leo lên rồi. Lý Kỳ vén rèm trôi vào cười ha hả nói. Phong Hành Thủ, cô tìm ta hả? Phong Nương Tử gật đầu. Ta vốn tưởng rằng ngươi bị thương ở tay không tiện cưỡi lừa, liền muốn tiễn ngươi một đoạn. Nhưng hiện giờ xem ra ta có chút lo lắng xuống. Lý Kỳ cười hì hì. Cô nói gì vậy? Đâu cần phải quá khách khí. Có thể cô ngồi dịch sang một bên chút không? Ta rất không thích người khác ngồi bên cạnh đầu gối của ta. Đầu gối của ngươi? Phong Nghị Nô ngẩn ra, lập tức phản ứng. Bị môi một cái, nhưng vẫn ngồi dịch sang một bên. Lý Kỳ nói câu cảm ơn, liền không có tố chất nằm xuống, phân phó. Có thể đi được rồi. Phong Nghi Nô nói. Tới Tần Phủ dừng một chút, lại hướng Lý Kỳ nói. Tối nay thực sự xin lỗi ngươi, đã khiến ngươi mệt mỏi. Lý Kỳ ngáp nói. Cô không cần nói như vậy. Nói thật ta còn phải cảm ơn cô. Nếu không có cô, ta cũng không kiếm được nhiều chỗ tốt như vậy. Còn phát hiện...
phát hiện cái gì? Phong Ino hiếu kỳ hỏi. Phát hiện nguyên lai cô rất ôn nhu và đáng yêu. Lý Kỳ cười ha ha. Phong Ino đỏ mặt hừ nhẹ một tiếng. Người bớt nói những lời hổ lộng ta đi. Nếu như ngươi không muốn nói thì thôi. Tuy nhiên ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Phong Ino xấu hổ nói. Trước kia ta rất nhiều lần đối nghịch ngươi. Vì sao ngươi còn muốn mạo hiểm cứu tính mạng của ta? Đổ mồ hôi. Lúc nào ấy ta nào biết sẽ có nguy hiểm như vậy chứ? Lý Kỳ bịa đặt nói. Có một vị trưởng bối từng nói cho ta biết. Ngàn vạn lần đừng làm anh hùng. Anh hùng bình thường đều chết sớm. Lúc ấy ta vẫn duy trì thái độ hoài nghi với lời nói đó. Vừa vặn hôm nay thấy có cơ hội anh hùng Kim Mỹ Nhân, ta liền muốn thử cảm giác làm anh hùng, xem nó có tà môn như vậy không. Kết quả là phát hiện lời đó không hề sai. Phong Ino lại thấy hắn nói bậy nói bạ, mím môi cười nói. Bất kể như thế nào, hôm nay đều nhờ ngươi mà ta có thể thoát khỏi. Cảm ơn ngươi. Lý Kỳ ngáp một cái. Cảm ơn thì không cần. Về sau tới học viện của ta dạy học, chỉ cần nỗ lực nhiều hơn, nhận ít thù lao hơn là được. Tốt rồi, ta ngủ đây, đừng làm phiền ta. Phong Ino nào nào, lệ quang thoáng hiện trong mắt. Đây không phải là do kích động, Lý Kỳ mới nói Phong Ino tới học viện. Kỳ thực hắn đã tính toán việc này rồi, bởi học viện của hắn khác một trời một vực với học viện của thời này. Chiêu mộ học sinh cũng rất đặc biệt, lão sư tất nhiên không chiêu mộ theo kiểu truyền thống, mà Phong Ino là một nữ nhân đứng ở mặt đối lập với truyền thống. Sáng sớm ngày hôm sau, đại ca, huynh chịu khổ một chút, tới đây đi. Xưa có quan vân trường cạo xương nhưng vẫn chơi cờ được, nay có Lý Kỳ ta đắp băng xem mỹ nữ. Đại ca, huynh cố chịu lần nữa, Hứa Lang Trung nói đắp nốt số băng này là có thể diệt thuốc được rồi. Quý Hồng Đô rất cẩn thận cầm một khối vải có băng ở trong buộc vào tay của Lý Kỳ, đôi mắt hơi sưng đỏ. Tối hôm qua lúc nàng biết Lý Kỳ bị thương, nước mắt liền rơi ào ào. Lý Kỳ nhìn Quý Hồng Nô nói, Hồng Nô, khoảng thời gian này muội đã gầy gò đi rất nhiều. Nếu mệt thì ở nhà vài ngày đi. Trên đời không thiếu những người vô gia cư, muội cứu được hết sao? Quý Hồng Nô lắc đầu, muội không biết, có thể cứu được nhiều người như vậy, muội và Thất Nhi tỷ đều cảm thấy vui vẻ. Buộc xong rồi. Cô nàng này thật quá thiện lương. Lý Kỳ thầm than một tiếng, chợt nhớ tới những thuốc bổ mà hôm qua Vương Phủ đưa cho hắn, vội nói. Hồng Nô, muội chờ một lát. Nói xong liền đứng lên. Quý Hồng Nô vội ngăn cản, đại ca, huynh chớ lộn xộn, huynh muốn lấy cái gì để muội lấy giúp huynh? Lý Kỳ trợn mắt nói, Hồng Nô, đây chỉ là vết thương ngoài da thôi, không cần phải quá lo lắng. Quý Hồng Nô vội nói, nhưng Hứa Lang Trung dặn rằng trong hai ngày chớ nên cử động nhiều. Vậy cũng được. Lý Kỳ chỉ tay vào dương gỗ đặt đầu giường, muội lấy giúp ta cái bao màu lam trong dương. Quý Hồng Nô vâng một tiếng, đi tới lấy cái bao màu lam từ trong dương đặt trên bàn rồi mở ra. Lúc nàng nhìn thấy cây nhân sâm, nhất thời hít một hơi khí lạnh. Đây có phải là nhân sâm rừng không? Lý Kỳ kinh ngạc hỏi, ủa, muội cũng biết à? Quý Hồng Đô than nhẹ một tiếng. Trước kia lúc mẹ muội bị bệnh, muội vẫn muốn mua ít nhân sâm rừng bồi bổ cho mẹ muội, cho nên thường xuyên tới hiệu thuốc bắc xem có thể mua được hay không. Đáng tiếc, ngay cả nhân sâm kém nhất muội cũng không mua nổi. Nói tới phần sau, hốc mắt của nàng có chút đỏ. Trên mặt của Lý Kỳ xuất hiện một tia động dung, giờ tay kia ôm nàng vào trong ngực. Quý Hồng Nô dán mặt vào ngực của Lý Kỳ, nước mắt lưng tròng lẩm bẩm nói, đại ca, muội nhớ mẹ muội. Một câu kia của nàng đột nhiên khơi gợi tưởng niệm của Lý Kỳ đối với mẹ, cổ họng như có gì bị chắn lấy, miễn cưỡng nói, Hồng Nô, đợi tay của ta khỏi, ta cùng muội đi tế bái nhạc mẫu được không? Trong đầu nghĩ tới lần trước vì tìm Quý Hồng Nô từng đi qua phần mộ của mẹ nàng, tuy nhiên ngay cả một câu cũng không nói, thật là ai nấy. Quý Hồng Nô vui vẻ bật thốt lên, thật không? Nhưng khuôn mặt lập tức đỏ lên, thẹn thùng nói, ơ đại ca, huynh nói cái gì vậy? Lý Kỳ cười ha ha, làm sao, chẳng lẽ ta nói sai à? Quý Hồng Nô bĩu môi, nhưng trong lòng như ăn mật. Hai người ôm nhau một lúc, Lý Kỳ nhìn cây nhân sâm nói, Hồng Nô, đã mẹ muội xin tiền không được nếm nhân sâm rừng, vậy thì muội liền thay mẹ, muội uống nhiều một chút đi, hiện đại ca làm giúp muội. Quý Hồng Nô vội nói, không thể, đại ca, thương thế của huynh còn chưa khỏi, sao có thể làm việc nặng được, hơn nữa muội không có bệnh tật gì, nên chờ lãng phí, huynh giữ lại mà dùng. Lý Kỳ trợn mắt nói, xin nhờ được không, nấu canh mà thôi, đại ca dùng một tay cũng có thể làm được. Còn có, ai quy định chỉ có người bệnh mới được ăn nhân sâm, muội nhìn muội mà xem, gầy thành thế nào rồi, nếu mẹ muội mà biết, khẳng định là sẽ báo mộng mắng ta, hơn nữa cho dù là lãng phí cũng là lãng phí trên người của muội, đại ca nguyện ý. Nếu như muội thích uống thì hôm nào đại ca lại tới Vương phủ một chuyến lấy thêm về cho muội. Quý Hồng Nô nghe xong câu cuối cười khúc khích gắt giọng, đại ca, huynh chưa nói linh tinh, nếu không để muội nấu. Muội nấu? Muội biết nấu không? Muội có thể nhờ Lỗ tỷ tỷ giúp. Cũng được, kỳ thực nấu nhân sâm không phải là khó. Như vậy đi, muội gọi giúp ta Lỗ nương tử tới trước. Vâng. Một lát sau, Quý Hồng Nô dẫn theo Lỗ Mỹ Mỹ đi vào.
Lý Kỳ nói cho Lộ Mỹ Mỹ vài điều cần chú ý, sau đó lại chọn một cây nhân sâm cho nàng. Quý Hồng Nô tâm niệm vừa động cười hì hì nói: "Lỗ tỷ tỷ, muội giúp tỷ." Lộ Mỹ Mỹ ngẩn ra, sau đó quăng ánh mắt hỏi thăm về phía Lý Kỳ. Lý Kỳ đương nhiên biết nàng nghĩ gì, gật đầu cười khổ nói: "Tuy nhiên, Hồng Nô, muội có phải hay không nên giúp đại ca gỡ bỏ thứ này chứ?" "Ai chà, thiếu chút nữa thì quên." Quý Hồng Nô lè lưỡi, vội vàng tháo tấm vải trên tay của Lý Kỳ xuống, sau đó đi ra ngoài với Lộ Mỹ Mỹ. Lý Kỳ thở dài một tiếng, nhìn nhân sâm trên bàn, suy nghĩ một lúc thầm nói: "À, đúng rồi, đợi đến lúc đó ta mang cho thất nương một ít." Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng của Bạch Thiền Dạ: "Đại ca, huynh có ở trong không?" Thành Âm mang theo vài phần lo lắng. Lý Kỳ vui vẻ đi nhanh tới cửa, chỉ thấy một bóng hình xinh xắn đứng ở trước cửa. "Thất nương, giờ huynh đã thành Thần Điêu đại hiệp rồi, ôm một cái an ủi cõi lòng nào." Hắn mở một cánh tay, vừa định chuẩn bị ôm bóng hình xinh đẹp kia vào ngực, bỗng nhiên dùng mình một cái, cẩn thận nhìn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, khẩn trương thu tay lại, ngượng ngùng nói: "Bà mẫu, là bà mẫu à? Người đúng là càng ngày càng trẻ ra, tiểu chất sắp không nhận ra rồi." Đứng ở trước cửa chính là Bạch phu nhân. Bạch phu nhân lườm hắn một cái, còn chưa mở cửa, Bạch Thiền Dạ đột nhiên từ bên cạnh xông ra, nói năng lộn xộn: "Đại ca, mới nghe người ta mà Vương tỷ tỷ phái tới nơi nói, hôm qua huynh bị té thương ở Vương Tương phủ, chuyện đó có thật hay không, bị thương ở đâu, có nghiêm trọng không?" Lý Kỳ chỉ vào cánh tay phải cười nói: "Không sao, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, mọi xem chẳng phải vẫn bình thường đó thôi." Nói xong hắn còn vặn vẹo cái mông vài cái, khiến Bạch phu nhân phải lườm sang. Bạch Thiền Dạ thấy Lý Kỳ xác thực là không có gì khác thường, mới vỗ ngực một cái nhẹ nhàng thở ra. Bạch phu nhân nhìn cánh tay của hắn suy nghĩ một lát nói: "Ngươi là một người thật kỳ quái, tóc tai và tác phong làm việc kỳ quái thì thôi, ngay cả té ngã cũng không giống ai. Đổ mồ hôi, thế này mà cũng có thể nhìn ra sơ hở sao?" Lý Kỳ mơ hồ cảm thấy lời của Bạch phu nhân có ý khác, mỉm cười nói: "Bà mẫu quá khen, mời vào mời vào." Bạch phu nhân khẽ mỉm cười cũng không nói nữa, đi thẳng vào trong. Bạch Thiền Dạ đi theo sau, còn làm cái mặt quỷ với Lý Kỳ, liếc nhìn mẹ nàng nhỏ giọng nói: "Đại ca, vừa rồi huynh thực làm muội sợ muốn chết." "Có cái gì mà sợ?" "Cũng cho ôm chúng." Lý Kỳ cũng chẳng thèm để ý, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đi vào. Bạch phu nhân đi vào trong, thấy nhân sâm trên bàn, hai mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. "Lý Kỳ, những vật này từ đâu tới?" Lý Kỳ sững sờ, lập tức thầm kêu một tiếng không ổn, trong lòng biết khẳng định không thể gạt được, đáp: "À, đây là hôm qua Vương Tương tặng cho tiểu chất để dưỡng thương. Dù sao tiểu chất cũng coi như là bị tai nạn lao động, nên y phải tỏ vẻ một chút. Vậy chắc thương thế của ngươi hẳn là không nhẹ, nên mới cần nhiều nhân sâm quý giá như vậy để bồi dưỡng." Bạch phu nhân khẽ mỉm cười, vẫy tay nói: "Đến đây cho ta xem." "Thôi đi, bà thông minh tới biến thái như vậy, chắc chắn liếc mắt cái là đã nhìn ra ta bị thương không phải do ngã." Lý Kỳ hơi do dự, Bạch Thiền Dạ vội nói: "Ờ đúng đúng, đại ca, mau cho muội xem huynh bị thương có nặng hay không." Lý Kỳ đảo mắt cười nói: "Ờ cũng được." Tay trái tháo dây lưng, bắt đầu cởi quần áo. Bạch phu nhân quát: "Ngươi làm cái gì vậy?" Lý Kỳ kinh ngạc: "Ờ cởi quần áo chứ làm gì, không phải ba mẫu muốn xem vết thương của tiểu chất sao, không cởi quần áo thì thấy kiểu gì?" Bạch phu nhân tức giận nói: "Không phải ngươi bị thương ở tay sao, vén tay áo lên là được." Lý Kỳ ủy khuất nói: "Ai, ba mẫu tưởng rằng tiểu chất không nghĩ như vậy sao? Nhưng tiểu chất vẫn còn đau, chỉ có thể cởi từ bên trong cởi ra, bằng không chẳng phải đau chết." Bạch Thiền Dạ nghe xong vội nói: "Ờ đại ca, huynh không cần phải cử động nhiều, muội và mẹ muội không xem nữa." Bạch phu nhân gật đầu: "Bỏ đi." "Đấu với ta?" Trong mắt của Lý Kỳ hiện lên một tia đắc ý, nhưng không thoát khỏi hai mắt của Bạch phu nhân. Nàng ấp thầm thở dài, bó tay với chiều lưu manh đó của Lý Kỳ. Lý Kỳ thấy Bạch Thiền Dạ cũng gầy gò đi không ít, trong lòng bắt đầu hoài nghi. Mình giúp các nàng lập quỹ từ thiện có phải là hành động không đúng không? Đau lòng nói: "Hai thân nương, hiện giờ đại ca rất bận rộn, không thể từng giây từng phút chăm sóc muội, cho nên muội phải chú ý tới sức khỏe của mình. Muội xem muội mà xem, đã gầy một vòng rồi. Trước kia muội và bá mẫu đi ra ngoài, bá mẫu giống như tỷ tỷ của muội vậy, hiện giờ sắp thành cặp song sinh rồi. Đến ta sắp không nhận ra được ai với ai. Ta thấy nếu tiếp tục như vậy, muội liền biến thành tỷ tỷ, đợi lúc về cầm theo ít nhân sâm mà bồi bổ." Bạch phu nhân nghe thấy câu trước còn cảm thấy vui mừng, nhưng càng nghe càng cảm thấy Lý Kỳ nói thái quá, cười mắng: "Cái gì mà tỷ tỷ muội muội, tiểu tử ngươi lại nói hưu nói vượn cái gì đó." Bạch Thiền Dạ cười khúc khích không ngừng, rất thân thiết ôm lấy cổ của mẫu thân, cười hì hì nói: "Mẹ của con chính là một đại mỹ nhân mà." Lý Kỳ cười ha ha: "Đúng vậy đúng vậy, bằng không làm sao sinh ra được một tiểu mỹ nhân." "Đi đi, con bé này học được thói dẻo mò của Lý Kỳ từ bao giờ vậy?" Bạch phu nhân khẽ đẩy Bạch Thiền Dạ, giả vờ cả giận nói: "Nàng bị hai tiểu bối làm cho không có biện pháp nào." Bạch Thiền Dạ thè lưỡi hướng Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi: "Đại ca, hình như vừa nãy muội trông thấy Hồng Nô muội muội và Lỗ Nương Tử vội vã đi ra từ phòng của huynh, hai người đó chuẩn bị đi đâu vậy?" Lý Kỳ cười đáp:
À, hai ngày đó tới bếp nấu canh sâm. Nấu canh sâm? Bạch Tiền Dạ đảo mắt cười hì hì nói. Đương, còn đi tìm Hồng Nâu nói chuyện đây, đừng ở chỗ này nói chuyện tiếp với đại ca đi. Đại ca, tí nữa muội sẽ trở lại thăm huynh. Nói xong nàng liền đi ra ngoài. Ở đợi. Lý Kỳ mới nói một chữ đợi thì Bạch Tiền Dạ đã đi ra ngoài rồi. Trong lòng buồn bực, kỳ thực hắn rất sợ nói chuyện tay đôi với mẹ vợ tương lai. Mà hắn sợ hãi không phải là không có đạo lý. Bạch Tiền Dạ vừa mới đi, Bạch phu nhân liền nghiêm túc hỏi. Tối hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù Lý Kỳ đã có chuẩn bị từ trước, nhưng vẫn bị Bạch phu nhân làm cho trở tay không kịp. Tuy nhiên mà kệ hắn có đáp ứng vương phủ hay không, hắn cũng không thể nói chuyện xảy ra vào tối hôm qua cho Bạch phu nhân. Thứ nhất, nó liên lụy tới Phong Yino, dính líu tới một nữ tử phong trần, rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Huống chi ngồi đối diện còn là mẹ vợ tương lai. Hơn nữa, ai biết Bạch phu nhân có kể chuyện này cho Bạch Thế Trung nghe không? Bạch Thế Trung mà biết, kiểu gì cũng tới châu hoàng thượng buộc tội vương phủ. Cho nên Lý Kỳ quyết định giấu kín việc này. Bạch phu nhân hỏi xong liền nhìn chằm chằm vào Lý Kỳ, bỗng nhiên cười nói. Xem ra ta đoán không sai. Lý Kỳ đột nhiên cảm thấy mình có chút giống Tôn Hầu Tử đang đứng trước mặt Quan Thế Âm. Nói thật, trong lòng hắn rất không thích cái cảm giác đó. Ổn định lại tâm tình, cười ha hả nói. Bà mẫu, cớ gì hỏi như vậy? Tối hôm qua xảy ra rất nhiều việc, không biết bà mẫu muốn hỏi việc nào? Bạch phu nhân thản nhiên cười nói. Trước tiên nói nguyên nhân vì sao Vương Tương lại mời ngươi tới Vương Phủ tổ chức yến tiệc. Lý Kỳ nghiêm túc nói. Xin lỗi bà mẫu rồi, việc này tiểu chất không thể nói ra được. Nó có liên quan tới tư ẩn của khách hàng Túy Tiên Cơ. Theo như điều quy định thứ 3 của Túy Tiên Cơ, bất kỳ người nào làm việc cho Túy Tiên Cơ đều không thể tiết lộ thông tin riêng tư của khách hàng cho những người khác biết. Mong bà mẫu thứ lỗi. Bạch phu nhân nghe mà không hiểu ra sao, mỉm cười nói. Cái gì mà điều quy định thứ 3, thứ 4? Túy Tiên Cơ các người có nhiều quy định như vậy à? Sao ta chưa từng nghe Vương Điệt Nữ nói tới? Lý Kỳ cười ha ha. Chắc là do bà mẫu chưa từng hỏi phu nhân vấn đề này. Bạch phu nhân nhíu mày nhưng lập tức thả lỏng cười khổ nói. Xem ra người vẫn còn cảnh giác với ta. Lời thừa, bà Thủy Chung hướng về Bạch Thế Trung mà ta thì chưa quyết định đứng về bên nào nên ta dám mở rộng lòng dạ với bà sao? Lý Kỳ cười hì hì. Bà mẫu nói gì vậy? Tiểu chất vẫn luôn coi bà mẫu là bề trên mà tiểu chất kính trọng nhất, sao có thể cảnh giác với bà mẫu được? Như vậy đi, tiểu chất có thể thề nguyên nhân mà Vương Tương mời tiểu chất tất cả đều liên quan tới việc làm ăn chứ không liên quan tới cái khác. Lời này của hắn không phải là lừa gạt. Vương phủ mời hắn vốn là muốn sao sơn trấn hổ, kết quả còn chưa trấn được hổ đã bị mình trấn lại, hơn nữa còn được một khoản buôn bán lớn. Thật đúng là trộm gà không được còn mất không nắm thóc. Bạch phu nhân thấy hắn dùng lời thề, trong lòng không khỏi hoang mang. Người nói đây chỉ là chuyện làm ăn, nhưng vì sao lại dẫn tới bị thương, hơn nữa chỉ là một vết thương nhỏ. Vương Tường đâu cần phải tặng cho ngươi nhiều thuốc bổ quý giá như vậy. Lý Kỳ cười ha ha. Không phải tiểu chất đã nói rồi sao? Là tiểu chất không cẩn thận bị ngã. Về phần thuốc bổ, nhớ ngày đó thái sư tổ chức yến tiệc tròn tuổi cho cháu trai, thù lao không chỉ là 1.000 sâu tiền, mà nay giá trị của tiểu chất đã hơn cả trước. Hơn nữa tiểu chất bị thương trong lúc làm việc, chút thuốc bổ ấy có là gì? Tiểu chất căn bản không được lợi nhuận bao nhiêu. Như vậy còn không lợi nhuận? Phu nhân cười khúc khích nói. Không thể tưởng tượng được một đầu bếp có thể kiếm tiền như vậy. 1.000 sâu tiền chỉ có thể coi là bình thường. Ta thấy lão gia nhà ta dù làm quan cũng không bằng. Những lời nói lập tức xoay chuyển, ánh mắt lấp lóe. Tuy nhiên, thái sư trả cho ngươi nhiều tiền như vậy là vì coi ngươi như một người nhà. Chẳng lẽ Vương Tương cũng coi ngươi là người một nhà? Hóa ra bà ta lo lắng mình cấu kết với Vương Phủ làm việc xấu. Nghe tới đây, Lý Kỳ coi như hiểu ra. Bạch Thế Trung và Vương Phủ là kẻ thù không đội trời chung. Đây cũng không phải là bí mật gì, cho nên Bạch Phu Nhân lo lắng cũng là chính đáng. Dù sao, hiện tại địa vị của Vương Phủ là dưới một người trên vạn người, ai cũng muốn nịnh bợ y. Hắn mỉm cười một tiếng nói, bà mẫu cũng quá khinh thường tiểu chất rồi. Trước đây Vương Tương đối xử với tiểu chất như vậy, tiểu chất sao có thể làm việc cho y? Đương nhiên, buôn bán lại là một việc khác. Có tiền ngu gì không làm, hơn nữa tiểu chất đại biểu cho Thúy Tiên Cơ, chứ không phải cho cá nhân, đây là hai chuyện khác nhau. Điều này cũng đúng, tuy hắn là một người cổ quái, nhưng làm việc gì cũng có chừng mực. Bạch phu nhân liền yên tâm, gật đầu nói. Người có thể hiểu được điểm ấy là tốt rồi, nhưng người cũng nhất định phải cẩn thận. Tuy người có chút tài trí, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, còn chưa phải là đối thủ của Vương Tương. Sở dĩ người có thể nhiều lần chiếm tiện nghi của y, nguyên nhân chủ yếu là nhờ hoàng thượng chứ không phải là do bản thân người. Cho nên người chớ vênh váo đắc ý. Đó là... Lý Kỳ khiêm tốn gật đầu, bỗng tâm niệm vừa động, cười hỏi. Bà mẫu, người có biết Lương Thái Úy không? Bạch phu nhân ngẩn ra. Người nói là ẩn tương Lương Sư Thành. Đúng vậy. Bạch phu nhân kinh ngạc, người hỏi y làm chi? Lý Kỳ lập tức làm ra vẻ hồ đồ, cười nói.
Tiểu chất chỉ cảm thấy Lương Thái Úy rất lợi hại. Hình như ngay cả Vương Tương cũng sợ ông ta. Hơn nữa nhiều quan to nhất phẩm đều phải nịnh bợ ông ta. Bạch phu nhân cau mày. Người cũng muốn nịnh bợ ý? Lý Kỳ lắc đầu. Chưa nói tới nịnh bợ, chẳng qua Tiểu chất cảm thấy ngày lễ ngày Tết có nên mang chút quà tới hay không, kết giao bằng hữu với ông ta cũng được. Bạch phu nhân sững sờ, lập tức cười khanh khách. Dù nàng mặc áo bông rất dày nhưng trước ngực vẫn phập phồng. Phi lễ chớ nhìn. Lý Kỳ mặc niệm một câu, tức giận hỏi. Bà mẫu, người cười cái gì? Bạch phu nhân thoáng lườm hắn một cái. Người chỉ là một tiểu quan tứ phẩm, lại muốn kết giao với ẩn tương. Nếu để cho người khác nghe thấy, còn không cười tới rụng răng. Lý Kỳ trợn mắt nói. Bà mẫu, người cũng quá lợi thế đi. Bằng hữu kết giao ở chỗ hợp tính, chứ không liên quan gì tới chức quan lớn hay là nhỏ. Tiểu chất và Lương Thái Úy nói chuyện rất hợp. Lần trước tiểu chất còn đưa cho ông ấy mấy bộ y phục, ông ấy rất vui vẻ. Nói không chừng ông ấy đã coi tiểu chất là bằng hữu. Vẻ mặt của Bạch phu nhân thay đổi, nghiêm mặt nói. Lý Kỳ, đây không phải là trò đùa. Nếu ngươi chỉ là một đầu bếp nho nhỏ cũng thôi, nhưng hiện giờ ngươi đã làm quan to tứ phẩm. Chuyện như vậy nên phải xử lý một cách cẩn thận, nếu không chức quan của ngươi khó mà giữ được. Ánh mắt của Lý Kỳ lóe lên, lập tức biến mất, cười nói. Bá mẫu, không phải ngươi thấy tiểu chất nhỏ tuổi nên bắt nạt, cố ý nói ra những lời đó để tiểu chất thấy sợ đấy chứ. Không phải là ta đang nói chuyện giật gân, Bạch phu nhân nói. Ẩn tương là nội thị, chính là người thân cận nhất với hoàng thượng. Từ xưa tới nay, đại thần và nội thị cấu kết chính là điều kiêng kỵ nhất của đế vương. Mặc kệ quyền thế của ngươi cao như thế nào, nếu bị phát hiện, khả năng là... Lý Kỳ vội hỏi, khả năng là gì? Bạch phu nhân thản nhiên nói. Nhẹ thì khó mà giữ được chức quan, nặng thì đầu người rơi xuống đất. Trong lòng Lý Kỳ mừng như điên, ngoài miệng thì lại nói, sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ. Bạch phu nhân lắc đầu. Dù sao ngươi còn quá trẻ, có nhiều việc trên triều đình ngươi còn chưa hiểu. May mà ngươi hỏi ta trước, bằng không chỉ sợ ngươi gieo xuống mầm tai vạ. Ha ha ha, quả nhiên là như thế. Lý Kỳ theo thói quen trà cảm híp mắt, khóe miệng lộ tia quỷ dị. Bạch phu nhân bỗng trợn mắt kinh hô. Không tốt. Lý Kỳ chấn động. Bà mẫu, không tốt cái gì? Bạch phu nhân giận dữ trừng mắt nhìn Lý Kỳ. Được lắm, hóa ra tiểu tử ngươi đang cài ta. Rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Đồ mồ hôi, bị nhìn xuyên qua rồi. Lý Kỳ khẩn trương dừng ý cười, lắc đầu như chống bỏi, phủ nhận nói. Ê, không có, sao tiểu chất phải gài bẫy bà mẫu? Nói sao, tiểu chất chỉ là một người đơn thuần. Nói bà mẫu gài bẫy tiểu chất thì đúng hơn. Bà mẫu, người đa tâm rồi. Bạch phu nhân hồ nghi nhìn hắn. Vậy sao? Nhưng đang tốt lành, tại sao ngươi đột nhiên hỏi tới ẩn tương? Ta cũng chưa từng nghe nói ngươi và ẩn tương có vãng lai gì. Lý Kỳ nói như kiểu đương nhiên. Không phải tiểu chất đang khiêm tốn tỉnh giá ba mẫu sao? Vừa rồi người cũng nói tiểu chất thông minh, biết hỏi ba mẫu trước còn gì. Ta có khen người thông minh đâu. Ý ở trong lời, tiểu chất hiểu mà. Bạch phu nhân bất đắc dĩ lườm hắn một cái, cảm thấy dường như Lý Kỳ muốn tìm hiểu cái gì đó từ trong lời nói của mình. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không phát hiện ra mình đã tiết lộ ra thông tin gì cho hắn, đơn giản chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, dặn dò. Thôi thôi, nếu người không muốn nói, ta cũng lười hỏi. Tuy nhiên, hiện tại ngươi nên suy nghĩ làm sao tránh xa mọi chuyện, chứ không phải là cứ chui đầu vào cống. Hơn nữa, ngươi có hoàng thượng bảo vệ, chẳng lẽ ngươi không biết điểm dừng? Lý Kỳ thấy Bạch phu nhân không còn hoài nghi nữa thì vội cười nói. Biết chứ, tiểu chất là người rất dễ thỏa mãn mà. Bà mẫu, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu chất biết nên làm thế nào. Bạch phu nhân cảm thấy có chút mỏi mệt, day day huyệt thái dương thở dài. Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong nàng liền đứng lên. Tốt rồi, ta cảm thấy hơi mệt, liền cáo từ trước. Ngươi và thất nương cứ nói chuyện đi. Vâng. Lý Kỳ vội vàng đứng dậy lại nói. Bà mẫu, người chờ một lát. Nói xong hắn liền đi lấy một ít nấm linh chi, nhân sâm, cười nói. Những thứ này là chút tâm ý của vãn bối, kính xin bà mẫu vui lòng nhận cho. Bạch phu nhân cũng không khách khí, nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, cười nói. Lão già nhà ta gần đây bị ho khan, vừa lúc cần tầm bổ. Không sợ người chê cười, nhân sâm tốt như vậy, ta mới chỉ được nếm qua hai lần. Bá phụ không thoải mái à? Nếu như không đủ, tiểu chất vẫn còn. Vẫn còn. Bạch phu nhân cười khanh khách. Xem ra vương phủ chịu thiệt thòi trước mặt ngươi rồi, còn thừa thì ngươi giữ lại mà dùng. Lại để cho bà ta đoán trúng. Trong lòng Lý Kỳ bất đắc dĩ thở dài. Lý Kỳ đứng ở đầu giường, nhìn Bạch phu nhân lên xe ngựa biến mất ở ngã tư đường, khóe miệng nhếch lên cười ha ha nói. Bà mẫu, không phải ta không muốn nói cho người biết, mà là ta không dám. Ai bảo người thông minh như vậy? Bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng tò mò. Lý đại ca, ai còn thông minh hơn cả huynh? Lý Kỳ sợ tới mức khẽ run, quay đầu nhìn thì thấy là tiểu tử Trần An Nam, liền vỗ vào đầu một cái, cả giận nói. Tiểu tử, người đi đường như ma vậy, không chút tiếng động gì, có biết hù người khác cũng gây ra chết người không?
Trần Na Nam xoa xoa đầu. Ê, không biết. Lý Kỳ lừa một cái hỏi, sao ngươi chạy tới đây? Trần Na Nam vội đáp, là như vậy. Đêm qua Ngô Triều Quầy nghe nói huynh bị ngã, mà ông ấy không đi được cho nên phái đệ tới thăm. Mặt khác ông ấy còn bảo đệ hỏi huynh, ngày mai Phan Lâu khai trương huynh có tới không? Nhỉ, suýt nữa thì quên mất việc đó. Đi, đương nhiên là đi rồi. Ngươi về nói cho Ngô Đại Thúc, nói rằng ta chỉ bị thương nhẹ mà thôi, không có gì đáng ngại. Bảo ông ấy chuẩn bị lễ vật trước đi. Lý Kỳ khẽ cười. Vẫn là đi xe ngựa thoải mái nhất. Lý Kỳ rất thích nằm trong xe ngựa của Vương Phủ tặng. Vặn vặn cái cổ, cảm thán một câu, lại hướng bên ngoài nói. Mã Kiều, ngươi đúng là lợi hại. Mới hai ngày mà ngươi đã điều khiển được xe ngựa đâu ra đó rồi. Ở bên ngoài thùng xe, Mã Kiều cười ha hả nói. Phó soái, điều này có là gì, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Mà tên này quả là quá dày, Lý Kỳ đúng là không nhắc tới nữa. Ngô Phúc Vinh vuốt râu cười ha hả nói. Lý sư phó, cậu cũng không kém là bao, một buổi làm công cho người khác đã kiếm được cỗ xe ngựa xa hoa như vậy. Cỗ xe ngựa này thật không tồi, ngồi bên trong không cảm thấy lạnh chút nào. Lý Kỳ cười nói, Ngô Đại Thúc, cỗ xe ngựa này không thể coi là tài sản tư nhân của cháu, lúc chú ra ngoài cũng có thể dùng. Ngô Phúc Vinh cười ha ha, vậy lão hủ liền không khách khí. Lý Kỳ cầm mứt hoa quả đặt trên bàn vào vào miệng khoát tay nói, cháu phiền nhất là mấy lời khách khí. Nói sao, chúng ta đều là người một nhà, cần gì phải khách khí. Trong lòng cũng rất tiếc nuối, nghĩ thầm. Nếu lão già này đổi thành thất nương hoặc hồng nô thì tốt rồi, có gia nhân bên cạnh mới gọi là hưởng thụ. Ngô Phúc Vinh đâu biết nội tâm tà ác của Lý Kỳ, còn quan tâm nói, kỳ thực Kim Lâu khải trường chúng ta chỉ tới góp vui mà thôi. Giờ cậu đang bị thương, có thể không đi mà, lão hủ giúp cậu mang lễ vật tới là được. Lý Kỳ cười nói, chính vì cháu đang bị thương nên không thể luyện tập, cũng không thể nấu ăn. Ngồi ở nhà nhàn rỗi, còn không bằng tham gia náo nhiệt. Chỉ riêng danh tiếng của quán ăn đó, chúng ta cũng nên cho y ba phần mặt mũi. Danh tiếng của quán ăn, Ngô Phúc Vinh ngẩn ra lắc đầu cũng không hỏi nhiều. Lại qua một nén nhang, ngoài xe đột nhiên náo nhiệt, suy. Má Kiều ngồi ngoài thùng xe nói, phó soái đã tới. Lý Kỳ không vội vã xuống xe, xốc màn lên, nhìn ra ngoài, thấy trước cửa Kim Lâu đã đông kín người, chật chật nói. Xem ra chúng ta lại tới muộn. Lại thấy bảng hiệu kim quang lấp lánh trên mái hiên, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Ngô Phúc Vinh nhìn ra ngoài, hơi ngạc nhiên nói, không ngờ nhân duyên của Trương Thương Tử lại tốt như vậy. Nhân duyên? Lý Kỳ cười cười, nhân duyên chỉ là một phần của thực lực mà thôi. Nói xong hắn liền xuống xe, Ngô Phúc Vinh cũng đi theo xuống. Bọn họ mang theo không nhiều lễ vật lắm, chỉ là 4 hộp nhỏ. Mã Kiều và Ngô Phúc Vinh mỗi người cầm 2 hộp, về phần Lý Kỳ đương nhiên được ưu đãi do bị thương. Hôm nay Trương Xuân Nhi mặc một bộ áo bông màu xanh lục, đầu gắn trâm, chát một lớp phấn mỏng, vẻ mặt thủy chung vẫn duy trì nụ cười. Tuy chưa tới mức mỹ mạo, nhưng quý khí hơn rất nhiều. Nàng thấy Lý Kỳ tới, hai mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, khó phát giác. Đúng là nhà giàu mới nổi. Lý Kỳ tiến lên chắp tay chúc mừng. Trương Đường Tử, chúc mừng, chúc mừng. Ngô Phúc Vinh giao lễ vật cho đối phương, cùng hướng Trương Xuân Nhi nói vài câu chúc mừng. Trương Xuân Nhi đáp lễ. Quả đến sự, Ngô Trưởng Quầy đại giá quang lâm, Trương Xuân Nhi không từ xa tiếp đón, thứ tội, mau mời vào trong. Đa tạ. Lý Kỳ vừa tiến lên tới một bước lại lui trở về, chỉ tay lên trên cười hì hì. Trương Nương Tử, xin hỏi tấm bảng hiệu kia là của cô, là khắc bằng vàng hả? Trương Xuân Nhi mỉm cười đáp. Quả đến sự thật thích nói đùa, nếu làm bằng vàng thì khéo ngày mai lại bị kẻ trộm trộm mất. Lý Kỳ gật đầu cười nói. Có đạo lý, có đạo lý. Nhiều lúc giả dối còn tốt hơn là sự thật. Trương Xuân Nhi cười mà không nói. Lý Kỳ lại nói, tốt rồi, hiện tại ta không quấy rầy cô nữa, đợi lát nữa chúng ta lại tán gẫu. Vậy thì không thể tốt hơn, Trương Xuân Nhi đã muốn thỉnh giáo quan đến chờ từ lâu rồi. quá lời, tốt rồi, đại hạ vào trước đây. Ba người vừa đi vào trong, liền có hai thiếu nữ cúi người nói, hoàn nghênh quý khách. Thật là có chút ý tứ, thú vị. Lý Kỳ liếc nhìn hai thiếu nữ kia, mỉm cười gật đầu. Lầu một bên trong đã ngồi đầy khách. Có thể nghe thấy lầu trên cũng ồn ào, chứng tỏ bên trên cũng ngồi không ít. Bởi vì đầu bếp Cổ Đạt không rời đi, nên khách hàng cũ trước đây của Phan Lâu đều có mặt, cộng thêm khách hàng cũ của Trương Xuân Nhi, lượng khách khá là khả quan. Mọi người ngồi cùng nhau, chủ đề tán gẫu tự nhiên không rời khỏi Trương Xuân Nhi, đều là tiếng khen ngợi. Ở thời này, một nữ nhân muốn gây dựng sự nghiệp thực sự không phải là một việc dễ dàng. Qua đến sự, Ngô Trực Quay, mời lên lầu. Rất nhanh có một nữ tử xinh đẹp tiến tới tiếp đón ba người Lý Kỳ. Lý Kỳ đánh giá cô gái này, theo bản năng so sánh nàng với Tiểu Ngọc một phen. Tuy khí thế còn chưa bằng Tiểu Ngọc, nhưng có thể làm được như vậy đã là tốt rồi.
ánh mắt thoáng nhìn ngực của nàng thì thấy ở trước ngực gắn một tấm thẻ gỗ có ghi là Trình Tuệ. Tấm thẻ này đương nhiên là lúc trước Lý Kỳ phổ biến ra, nhưng rất nhanh chóng đã thông dụng ở Biện Kinh. Hắn cười nói, Trình cô nương, hình như trước kia ta chưa từng gặp cô. Trình Tuệ khẽ cười nói, quan đến sử là quan lớn, sao có thể chú ý tới một nữ tử nho nhỏ như tôi. Lý Kỳ khoa tài nói, vậy cô sai rồi, mỹ nữ có dung mạo như Trình cô nương, một khi gặp qua ta sẽ không bao giờ quên. Ta dám khẳng định trước kia ta chưa từng gặp cô bao giờ, hơn nữa khẩu âm của cô cũng không phải là bản địa, ta đoán nhất định là cô vừa mới tới kinh thành, không biết ta đoán có sai không. Trình Tuệ cười nói, quan đến sử quá khen, ứng xử rất nhanh, quả nhiên là kim lâu tàng long họa hổ. Tuy Lý Kỳ thử nhiều lần nhưng vẫn không dò ra được tin tức gì, tuy nhiên vẫn coi là có thu hoạch. Nên hắn không hỏi nữa, đi theo Trình Tuệ lên lầu. Trình Tuệ dẫn bọn họ lên lầu 3. Lầu 3 này cũng giống như phần lớn lầu 3 của các quán ăn Biện Kinh khác. Về phần lầu 4, tự nhiên dùng để chiêu đãi quan to, người quyền quý. Tuy Lý Kỳ cũng đã là quan, nhưng hắn vẫn còn một thân phận là thương nhân, cho nên Trình Tuệ dẫn hắn lên lầu 3 cũng không có gì không ổn. Qua đến sở, Ngô trưởng quầy, Trương viên ngoại, Lưu trưởng quầy. Là tân quý của Biện Kinh, người cùng nghề tự nhiên không dám chậm trễ bọn họ như trước, đều đi lên chào hỏi. Lý Kỳ thật vất vả đẩy Ngô Phúc Vinh đỡ đòn, còn chưa kịp thở một hơi, chợt nghe thấy tiếng cười bên cạnh. Thái mỗ tưởng rằng Lý công tử sẽ không tới, cái tên mập chết bầm. Lý Kỳ quay đầu nhìn Thái Mẫn Đức cười nói, viên ngoại chớ nói linh tinh, không người ta lại hiểu lầm viên ngoại có ý châm ngòi. Quan hệ giữa hai người các ngươi còn cần ta phải châm ngòi sao? Thái Mẫn Đức cười ha hả, vươn tay mời. Hai người tới một bàn trước cửa sổ, nhìn cảnh tuyết bên ngoài thật là thoải mái. Lý Kỳ thở dài một tiếng, chợt nhìn thấy một cái cọc gỗ dựng lên ở bãi đất trống hình bên trái, hình như là xây nhà, không khỏi hiếu kỳ. Ủa, nhà ai đang xây vậy? Thái Mẫn Đức khẽ cười. Đất xung quanh đây đều thuộc về Kim Lâu, chưa bọn họ ra, còn có ai dám xây nhà ở đây? Vừa nãy ta đã hỏi thăm. Hóa ra Trương Xuân Nhi tính toán xây dựng thêm một tòa lâu, hai tòa lâu bên cạnh nhau, cái tên cũng đã có, ê, xong từ lâu gì đó. Lý Kỳ cười ha ha, có tiền thật là tốt. Thái Mẫn Đức thở dài, còn sai sao, nhưng ta vẫn không nghĩ ra là thần thánh vương nào chi tiền. Nói xong, y nước mắt nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ lắc đầu, việc này mong viện ngoại chớ nhắc lại, hiện tại cứ nghĩ tới lại đau đầu. Thái Mẫn Đức cười ha ha nói lảng sang chuyện khác, Lý công tử, cậu giúp Kim Lâu huấn luyện một đám tiểu nhị từ khi nào vậy? Lý Kỳ trợn mắt, giờ ta bận muốn chết, còn có thời gian giúp Kim Lâu huấn luyện tiểu nhị sao? Thái Mẫn Đức nghi ngờ nói, vậy vì sao tiểu nhị của Kim Lâu giống với tiểu nhị mà cậu huấn luyện như đúc? Lúc trước ta còn tưởng rằng Trương Xuân Nhi tìm cậu nhờ cậu huấn luyện một đám tiểu nhị. Viên ngoại cho rằng ta có khả năng đó sao? Chính vì không có khả năng, cho nên trong lòng ta mới buồn bực. Lý Kỳ nhìn vẻ mặt nghi hoặc của y, cười thầm. Hóa ra tên mập mạp này nhìn thấy những thứ ở đây, liền nghi ngờ cho mình chính là kẻ phía sau màn. Ai xả, sớm biết như vậy mình nên dọa y một trận. Viên ngoại có điều không biết, lúc trước Phản công tử nhờ ta huấn luyện tiểu nhị cho y, lúc ấy ta đã phái vài tiểu nhị tới Phản Lâu dạy bọn họ. Nói vậy chắc Trương Xuân Nhi cũng học luôn lúc đó. Tuy nhiên nhìn những động tác của tiểu nhị ở đây, ít nhất cũng đã được huấn luyện một tháng rồi. Có thể thấy Trương Xuân Nhi đã được chuẩn bị từ trước. Thì ra là thế. Thái Mẫn Đức gật đầu, bỗng nhiên lại nói, đúng rồi, cậu nói xem, Phan Thiếu Bạch có tới không? Ta nghe nói Trương Xuân Nhi cũng phát thiệp mời cho y. Lý Kỳ hỏi ngược lại, viên ngoại thấy thế nào? Thái Mẫn Đức lắc đầu, ta nghĩ với phong cách làm việc của Phan Thiếu Bạch nhất định sẽ không tới. Lý Kỳ cười nói, ta lại cho rằng y nhất định tới. Thái Mẫn Đức nói, nếu công tử khẳng định như vậy, vậy thì chúng ta đánh cuộc tiền cơm được không? Lý Kỳ kinh ngạc, chẳng lẽ bữa cơm này còn cần trả tiền? Thái Mẫn Đức trợn mắt nói, tất nhiên, chẳng lẽ khai trường là phải miễn phí à? Lúc trước tí tiên cư của các cậu khai trường chẳng phải cũng thu tiền đó sao? Cũng đúng, ta còn tưởng hôm nay tới uống rượu mừng, sớm biết như vậy vừa rồi nên rút một ít từ lễ vật để trả tiền cơm. Lý Kỳ cười tự giễu, được, liền đánh cuộc tiền ăn cơm. Tuy nhiên viên ngoại à, hôm nay ta tới là muốn thưởng thức tay nghề của Trương Xuân Nhi, cho nên sẽ gọi mấy món đắt tiền, không biết viên ngoại có mang đủ bạc không? Thái Mẫn Đức cười nói, xin công tử yên tâm, cho dù không có đủ tiền thì có thể sai người về lấy, cũng không xa lắm, hơn nữa, chưa chắc ta đã thua. Y vừa dứt lời, chợt nghe thấy có người kêu lên, Cao nhà nội, Sài Quan Nhân, Hồng Vạn Thiếu Công Tử, Phan Công Tử mang hạ lễ tới, chúc khai trường phát đạt. Thái Mẫn Đức sững sờ trong chốc lát, cười khổ nói, công tử đúng là thần cơ diệu toán, thái mộ phục rồi, phục rồi. Lý Kỳ lắc đầu, viên ngoại nói quá lời, ta không có lợi hại như vậy. Thái Mẫn Đức hiếu kỳ hỏi, vậy làm sao công tử biết Phan Thiếu Bạch nhất định tới?
Lý Kỳ à một tiếng. À, kỳ thực là như vậy. Đêm qua ta đã tới Phản Lâu một chuyến, gọi Phan công tử cùng nhau tới đây góp vui. Y đã đáp ứng. Thái Mẫn Đức choáng váng, bỗng bật cười ha hả. Sự xuất hiện của Phan Thiếu Bạch khiến rất nhiều người bất ngờ. Túm năm tụm ba xì xào bàn tán. Hiện tại Phản Lâu rơi vào hoàn cảnh vô cùng xấu hổ. Tuy vẫn được xưng là đệ nhất tiểu lâu của Bến Kinh, nhưng buôn bán đã không bằng trước. Phan Chính đã qua đời, Trương Xuân Nhi rời đi, không thể nghi ngờ đã tạo thành thiệt hại rất lớn cho Phản Lâu. May mà trong tay y vẫn còn có mấy vạn cân men rượu, bằng không chỉ sợ Phản Lâu sẽ phải bước theo con đường của Túy Tiên Cư năm đó. Nhà nội, Sải quan nhân, Hồng công tử, Thiếu công tử, mời. Trương Xuân Nhi đích thực rất biết phân chia việc công và việc tư, tự mình tiếp đón tứ tiểu công tử lên đầu. Mặc dù Phan Thiếu Bạch vẫn trầm mặc không nói, nhưng nụ cười trên mặt nàng tùy chung vẫn không biến mất. Người khác nhìn thấy đều khen nàng là một nữ tử trọng tình, trọng nghĩa. Lý Kỳ và Thái Mẫn Đức nghe thấy thành âm tán thưởng đó đều không khỏi lắc đầu cười khổ. Lý đại ca, Cao nhà nội nhìn thấy Lý Kỳ liền phất tay hướng Trương Xuân Nhi, tùy ý nói, Trương đương tử, cô tiếp tục làm công việc của cô đi. Tiếp đãi không chu toàn, kính xin nhà nội cùng ba vị công tử thứ lỗi. Trương Xuân Nhi hạ thấp người thi lễ một cái mới đi xuống lầu. Phan Thiếu Bạch nhìn bóng lưng của nàng khẽ hừ một tiếng, đi về hướng của Lý Kỳ. Mấy người chào hỏi nhau, Lý Kỳ nhìn Cao nhà nội cười khổ nói, sao các người cũng tới? Cao nhà nội bất mãn, người nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta tới đây dùng cơm cũng không được? Lý Kỳ cười cười, ta không nói là không được, chỉ là các ngươi không biết bữa ăn này quá đắt sao? Vừa phải tăng lễ, đợi ăn cơm xong còn phải trả tiền, còn không bằng tới Túy Tiên Cư hoặc là Phản Lâu ăn. Thái Mẫn Đức nghe vậy, nhất thời đổ mồ hôi lạnh đầy trán. Da mặt của tên này vẫn dài như trước, công nhiên đoạt sinh ý của người khác trong quán của họ, chỉ sợ cả kinh thành chỉ có một mình hắn mới làm như vậy. Cao nhà nội trợn mắt nói, chúng ta và Trương Xuân Nhi không quen thuộc lắm, nàng ta cũng không gửi thiếp mời cho chúng ta việc gì phải tăng lễ? Lý Kỳ kinh ngạc nhưng rõ ràng ta vừa mới nghe thấy. Hồng Thiên Kiều cười ha ha, đó là của Thiếu Bạch, bọn đệ chỉ giúp y mang theo thôi. Ai biết tay quản gia kia của Kim Long làm việc như thế nào, liền báo cả tên của bọn đệ, thật đúng là vô sỉ. Cao nhà nội bình tĩnh phân tích, ta thấy cô nàng Trương Xuân Nhi kia là muốn mượn thanh danh của chúng ta để tôn lên danh tiếng của bọn họ thôi. Hồng Thiên Kiều gật đầu, đúng vậy, đại ca nói có lý. Mẹ, cái đám bao cỏ này được tiện nghi còn khoe mẽ, quá vô sỉ mà. Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ ba tên tiểu công tử. Hồng Thiên Kiều nói, Lý đại ca, huynh đã chuẩn bị xong món ăn cho yến tiệc bốn nước chưa? Lý Kỳ đáp, gần xong, ngươi hỏi làm gì? Cao nhà nội rảnh nói, kiểu đệ là muốn ngươi làm cho đệ ấy nếm thử trước, đệ ấy không thể tham gia yến tiệc bốn nước được. Hồng Thiên Kiều gật đầu mạnh. Lý Kỳ lắc đầu, không được. Ngươi muốn nếm thử thì cũng phải đợi yến tiệc bốn nước xong rồi hãng nếm, hiện tại không thể được. Hồng Thiên Kiều hơi thất vọng gật đầu nói, vậy Lý đại ca đừng nuốt lời nhé. Yến tiệc bốn nước xong xuôi nhất định phải làm cho đệ nếm thử. Được rồi, không thiếu phần của ngươi. Lý Kỳ khoát tay, lại làm tư thế mời, cười nói, mau ngồi đi, hôm nay viên ngoại làm chủ, các ngươi không cần phải khách khí. Thái Mẫn Đức nghe xong chỉ biết cười khổ. Đám người này đều là những kẻ ăn thịt không nhả xương, xem ra hôm nay khó mà toàn thân quay về. Phan Thế Bạch cười ha ha, chắp tay hướng Thái Mẫn Đức nói, vậy thì tốt, Thiếu Bạch liền cảm ơn viên ngoại trước rồi. Dù y rất phản cảm Thái Mẫn Đức, nhưng giờ Phản Lâu đang đứng ở thế khó, y không dám kênh kiệu như ngày xưa. Thêm một người bạn thì ít đi một địch nhân, đạo lý đó y vẫn hiểu. Phan Thiếu Bạch đột nhiên thay đổi thái độ làm cho Thái Mẫn Đức hơi sững sờ, nhưng một lão gian cự hoạt như y thì rất nhanh để hiểu ra, đáp lễ cười nói. Hời đâu có, Phan công tử quá khách khí rồi, mời ngồi. Hồng Thiết Kiều cười ha ha, không ngờ có thể bớt được tiền cơm, lần này coi như là tới đúng. Thái Mẫn Đức cười ha ha. Hồng công tử khai ký, có thể được mời tứ tiểu công tử là phúc khí của Thái Mẫu, mau, mời ngồi. Mấy người tới một cái bàn ngồi gần cửa sổ. Hồng Thiên Kiều là người không biết khách khí gì, đồ ăn còn chưa mang lên, cậu ta đã gọi tiểu nhị mang rượu trước, đương nhiên là rượu tốt nhất. Lý Kỳ âm thầm đổ mồ hôi thay cho Thái Mẫn Đức, lại gần nhỏ giọng nói. Viên ngoại, chỉ sợ tí nữa viên ngoại phải sai người về một chuyến rồi. Còn không phải nhờ hồng phúc của ngươi. Thái Mẫn Đức âm thầm oán giận một câu, nửa đùa nói. Đợi người đi nói thì đã muộn, ta đã bảo Tiểu Tam về lấy tiền rồi. Lý Kỳ cười ha ha, viên ngoại đúng là có tầm nhìn xa, Lý Kỳ khâm phục. Thái Mẫn Đức cười ha ha, không nói nữa. Sài Thông đột nhiên hỏi, Lý Kỳ, quán ba của chúng ta rốt cuộc ngừng kinh doanh tới khi nào? Cao nhà nội tiếp lời, đúng vậy, một ngày không đi quán ba liền ngưng ấy khó chịu à. Người nhiều tiểu thiếp như vậy, mở một bàn mặt trược chẳng phải là qua một đêm sao? Lý Kỳ cười nói, các người cũng đừng cố chấp, trở lại như thế này tới quán ăn hay hơn. Đợi quán ba lắp đặt xong lò sưởi thì ăn tới. Hồng Thiết Kiều hiếu kỳ hỏi, Lý đại ca, lò sưởi mà huynh nói có thần kỳ như vậy không? Cao nhà nội cười ha, hỡi mấy thứ mà Lý Kỳ nghĩ ra thực sự là rất không tồi, ta rất có lòng tin với hắn,
không dối gì các ngươi. Quán bà khởi công ngày thứ hai, ta liền gọi điện thợ mộc xây vài cái lò sưởi ở nhà ta. Đáng tiếc cha ta không nhìn được hàng, cho nên ta xây hai cái ở trong phòng. Ta còn hỏi điện thợ mộc bao lâu thì xây xong, ông ta nói bình thường cần hơn 10 ngày. Nhưng do trận tuyết lớn, sòng bạc và học viện của Thái Sư tạm thời dừng công, cho nên có rất nhiều nhân thủ, chỉ cần 2 ngày là xong. Mẹ cái thằng nhãi này lấy việc công làm việc tư, quán ba còn chưa chuẩn bị xong người đã nghĩ cho bản thân rồi. Lý Kỳ tức giận trừng mắt nhìn Cao Nha Nội. Phan Thiếu Bạch cười nói, tuy nhiên Lý Sư Phó à, lò sưởi ở trong tường này của ngươi thật là kỳ quái. Ta vốn tưởng rằng chỉ là vài cái bếp lò thôi, không ngờ lại lắm trò như vậy, còn phải dùng gạch để gia cố tường. May mà chỉ cần 2-3 chỗ, nếu không khéo phải hủy cả tiểu điếm mà. Lý Kỳ cười ha ha, Phan công tử không phải lo lắng, đợi lò sưởi kia làm xong ngươi liền biết nó đáng giá. Hồng Thiên Kiều đảo mắt, nói, đệ cũng muốn xây ở nhà một vài cái, đợi tí nữa để đi tìm điện thợ mộc. Sài Thông khẽ cười, tứ tiểu công tử chúng ta từ trước tới nay đồng tâm, các người đều làm, sao có thể thiếu ta được? Mẹ mấy cái tên này, vô gì không kém gì nhau. Lý Kỳ khẩn trương nói, các người xây lò sưởi, ta không phản đối, nhưng có một câu ta phải nói trước. Đừng vì thế mà chậm trễ lắp đặt quán bar của chúng ta, là việc gì thì nên lấy đại cục làm trọng. Hồng Thiên Kiều đĩnh đạc nói, đệ tự nhiên hiểu. Thái Mẫn Đức không ngừng nhìn bọn họ, trong mắt lộ tia hoang mang. Mấy ngày trước, quán bar ngừng kinh doanh đã tạo thành động tĩnh không nhỏ ở kinh thành. Y tự nhiên cũng biết, cũng nghe qua cái tên lò sưởi, nhưng tác dụng của nó như thế nào y lại không biết gì. Hiếu Kỳ hỏi, Lý công tử, rốt cuộc cái lò sưởi có tác dụng gì? Lý Kỳ cười nói, có gì đâu, vẫn là để sưởi ấm thôi. Còn nói không có gì đâu, hiện giờ các quán ăn đều bị trận tuyết lớn này làm cho đau đầu. Nếu như có phương pháp xử lý cái lạnh thì còn hơn ngàn vạn món nóng, rượu ngon. Thái Mẫn Đức nghe bà ngưỡng ấy trong lòng, nhưng y cũng biết Lý Kỳ chắc chắn sẽ không làm giúp y. Nghĩ thầm, xem ra phải để tiểu tam lưu ý mới được. Đúng lúc này thì vài tiểu nhị bưng rượu lên, mỉm cười nói, các vị khách quan, đây là rượu các vị cần. Lý Kỳ hỏi, rượu này của các người tên là gì? Chỗ này có 2 loại rượu, một loại tên là Tuyết Bồ Đào, một loại tên là Nguyệt Hương Tiểu, toàn bộ là rượu ngon mà Kim Lâu chúng tôi mới ủ. Sai Thông gật đầu, Tuyết Bồ Đào, Nguyệt Hương Tiểu, cái tên nghe rất là phong nhã. Tiểu nhị kia nói xong lại đưa thực đơn tới, đây là thực đơn của tiểu điếm, mời các vị xem. Lý Kỳ nhìn xung quanh, thấy tiểu nhị đã bắt đầu giới thiệu đồ ăn trên thực đơn, khẽ mỉm cười, cầm lấy thực đơn nhìn, chỉ thấy món đầu tiên tên là Kim Tam Bảo, giá 10 sâu, phải nói là giá không hề rẻ. Tuy 3 món ăn kia của Lý Kỳ món nào cũng đắt hơn món này mấy lần, nhưng đó đều là món ăn chiêu bài được treo trên biển chứ không phải ghi trên thực đơn. Hiếu Kỳ hỏi, Kim Tam Bảo là món gì mà đắt vậy? Tiểu nhị kia đáp, kỳ thực Kim Tam Bảo là tên của 3 món ăn, mời khách quan nhìn tiếp xuống. Món thứ nhất chính là món chiêu bài của đông chủ chúng tôi, Kim Ngọc Mãn Đường. Món ăn thứ hai của cổ sư phó, Đăng Ảnh Ngưu Nhục. Món thứ ba là Đông Pha Mặc Ngư, Kim Ngọc Mãn Đường, Đăng Ảnh Ngưu Nhục, Đông Pha Mặc Ngư. 3 món ăn gộp lại một chỗ tổng cộng là 12 sâu. Nhưng nếu khách quan gọi món Kim Tam Bảo thì chỉ cần 10 sâu, có thể tiết kiệm 2 sâu. Lúc Phan Thiếu Bạch nghe thấy cái tên Kim Ngọc Mãn Đường, hai mắt không khỏi hiện lên một tia căm thù. Phải biết rằng đây vốn là món ăn chiêu bài của Phan Lâu, hiện giờ lại biến thành chiêu bài của Kim Lâu. Riêng món ăn này thôi cũng không biết đã lấy đi bao nhiêu khách hàng cũ của Phan Lâu rồi. Mẹ nó chứ, mình thật đúng là coi thường Trương Xuân Nhi, lại có thể nghĩ ra được thủ đoạn xúc tiến buôn bán như vậy. Trong lòng của Lý Kỳ âm thầm kinh ngạc, nhưng vẻ mặt thì vẫn như thường hướng Thái Mẫn Đức nói, bên ngoài, chúng ta liền gọi món Kim Tam Bảo này nếm thử xem. Thái Mẫn Đức tự nhiên cũng hiểu được đạo lý trong đó, cười nói, Thái Mẫn Đức chính có ý này. Dừng một chút, y lại hướng tứ tiểu công tử hỏi, mấy vị công tử muốn ăn gì? Để ta xem. Cao Nha Nội rất gọn gàng nói, người mang 10 món ăn đắt nhất của quán các ngươi lên đây. Mà ơi, người cũng nên để ý tới cảm thụ của Thái Lão Hổ Ly chứ. Lý Kỳ lắc đầu cười khổ, Thái Mẫn Đức thì lại rất sảng khoái, cứ theo lời của Nha Nội đi. Vâng, xin hai vị khách quan chờ một lát. Tiểu nhị kia khẽ cúi người liền rời đi. Rượu Tuyết Bồ Đào này thật là đặc biệt, uống rất ngon. Hồng Thiên Kiều bỗng kinh hô một tiếng, hóa ra lúc mọi người đang gọi đồ ăn thì cậu ta đã bắt đầu uống một mình rồi. Mọi người nhìn Hồng Thiên Kiều. Cao Nha Nội hiếu kỳ nói, Tiểu Kiều, rượu này có gì đặc biệt? Hồng Thiên Kiều chật chật khen, rượu Tuyết Bồ Đào này có vài phần giống với rượu Oanh Thiên của chúng ta, tuy nhiên lại có chỗ tương phản. Lúc mới vào miệng thì cảm thấy lạnh lẽo, nhưng nút xuống bụng lại cảm thấy ấm áp dễ chịu. Trời, thật là dễ uống. Có thần kỳ như vậy không? Cao Nha Nội dường như có chút không tin, liền tự mình rót một chén. Ngoài trừ Lý Kỳ, những người còn lại cũng tự mình rót một chén. Mã Kiều hoàn toàn không có sự giác ngộ của một tùy tùng, lặng lẽ cầm lên một bầu rượu, tránh một bên uống, càng vui mừng.
Cả nhà nội vừa uống một hớp nhỏ, hai mắt sáng ngời hô to. Quái tài, quái tài. Thái Mẫn Đức co mày nói. Ờ đúng vậy, rượu này đích thực là đặc biệt. Lý Kỳ buồn bực hỏi. Rốt cuộc các người đang nói cái gì vậy? Thái Mẫn Đức giải thích. Lý công tử, cậu nên nếm thử xem. Thật đúng là kỳ diệu. Hồng Thiên Cửu nói rằng rượu này lạnh như băng. Kỳ thực ta cho rằng nên nói đó là một loại hương vị. Rượu này căn bản không phải là băng, chỉ là lạnh lẽo mà thôi. Bình thường lúc gặp phải ngày nóng nực, chúng ta thường ướp rượu nho với băng để uống. Nhưng rượu nho ướp lạnh quá sẽ mất ít đi ít nhiều hương vị. Mà rượu này lại khác, hương vị thì rất là thuần khiết. Cao nhà nội gật đầu mạnh. Ai, không sai, không sai. Bên ngoại nói quá là đúng. Tuy nhiên, rốt cuộc rượu này được làm như thế nào? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 77 của Bác Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 78.